hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những khoảnh khắc khó tin đến mức không ai nghĩ nổi lại xảy ra trong trận đấu giữa Việt Nam và Nga ngày hôm qua. Sẵn sàng cười lăn lộn chưa? Bắt đầu thôi! Văn Lâm và pha đập tay vào không khí. Khoảnh khắc đầu tiên chắc chắn khiến tất cả khán giả phải nín thở rồi bật cười. Phút 61, thủ môn Đặng Văn Lâm đã có một pha đập tay vào không khí thay vì quả bóng. Không biết là do bóng nhanh quá, tay anh chậm quá, hay do cả hai cùng lạc nhịp. Nhưng kết quả là bóng lăn vào lưới như một bộ phim hài. Và thế là Nga có bàn thắng thứ hai, còn Việt Nam thì được một pha khó đỡ. Tiền đạo Nga tự sút vào chân mình. Phút 75, tiền đạo Nga Tiêu Kavin quyết định tung cú sút mạnh về phía khung thành, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Thay vì đá vào bóng, anh ta lại đá trúng chân mình. Kết quả là Tiêu Kavin ngã xuống sân, bóng thì vẫn nằm yên như không có gì xảy ra. Trọng tài không thổi phạt vì bận ăn kẹo cao su. Phút 45, ngay trước khi hết hiệp 1, một pha phạm lỗi rõ mồn một, ai cũng thấy trừ trọng tài. Ông ấy có vẻ đang bận nhai kẹo cao su đến nỗi quên cả thổi còi. Chúng ta đều biết kẹo cao su giúp tập trung, nhưng trọng tài hôm qua thì có vẻ tập trung nhầm chỗ. Thủ môn Nga đá bóng vào mặt đồng đội. Phút 50, thủ môn Nga Matvey Safonov chuẩn bị phát bóng lên, nhưng không may đá thẳng vào mặt đồng đội của mình. Quả bóng từ chân thủ môn chuyển thành quả đấm vào mặt. Cả đội tuyển Nga lẫn khán giả đều chết lặng vài giây trước khi cười nắc nẻ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi điện đặt pizza phút 70. Phút 70, trong lúc trận đấu vẫn đang rất căng thẳng, máy quay bất ngờ phát hiện huấn luyện viên Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam đang cầm điện thoại. Không ai rõ ông đang gọi chiến thuật hay gọi pizza, nhưng rõ ràng cuộc gọi này trông rất quan trọng. Và đó là 5 khoảnh khắc khó tin nhưng vô cùng hài hước trong trận đấu giữa Việt Nam và Nga ngày hôm qua. Bạn đã cười lăn lộn chưa? Đừng quên để lại bình luận nếu bạn cũng thấy những khoảnh khắc này thú vị nhé!